từ Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Tiểu sử Đức cha Phêrô. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1946 tại Thạch Hãn, Quảng Trị, Tổng Giáo Phận Huế. Năm 1958, Ngài gia nhập dòng Salesian Don Bosco và khấn dòng ngày 15 tháng 8 năm 1965. Sau khi học xong trung học, nhờ khả năng học tập vượt trội, Ngài được gửi đi học triết học tại Hồng Kông từ năm 1965 đến năm 1968. Năm 1968 về Việt Nam, Ngài theo học thần học tại Học viện Giáo hoàng Pio X Đà Lạt từ năm 1970 đến năm 1974. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 17 tháng 12 năm 1973. Sau đó, Ngài đã lần lượt giữ các chức vụ Chánh sứ Xuân Hiệp, Sài Gòn, Bề trên Giám tỉnh, dòng Salesian Don Bosco từ năm 1992 đến năm 1997, Giám đốc Học viện Thần học Salesian Don Bosco từ năm 1997 đến năm 2000, Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 2000 đến năm 2005. Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Tòa Thánh ban sắc phong Ngài làm Giám mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu, Hiệu tòa Amaedara. Thánh lễ tấn phong Giám mục được cử hành vào ngày 18 tháng 1 năm 2006 tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Câu khẩu hiệu Giám mục của Ngài là: Xin cho tôi các linh hồn, Damiki Animas. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ, Giám mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu, làm Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình. Ngài chính thức nhận Giáo phận Thái Bình vào ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kể từ đây, miền đất Thái Bình, Hưng Yên là quê hương thứ hai của Ngài. Trong bài giảng Ngài về Giáo phận, Ngài đã chia sẻ: Xin quý cha và bà con giáo dân, anh chị em hãy quảng đại đón nhận tôi như một thành viên bé nhỏ vào đại gia đình Giáo phận Thái Bình, và xin cầu nguyện nhiều cho tôi để tôi luôn cố gắng bắt chước sống và thực hành lý tưởng của Thánh Phaolô. Từ nay không còn là tôi sống nữa, nhưng là Giáo phận Thái Bình, là quý cha, quý thầy và anh chị em giáo dân sống trong tôi. Từ nay sự sống tôi, trái tim tôi, hơi thở tôi, vui buồn, sướng khổ, thành công hay thất bại của đời tôi, xin được hoàn toàn gắn liền với cuộc sống của quý cha, quý thầy, quý dì và quý anh chị em Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Thái Bình, Hưng Yên. Tổ chức và điều hành mục vụ giáo phận. Viếng thăm mục vụ. Kể từ ngày chính thức tiếp quản giáo phận, ngày 1 tháng 9 năm 2009, Đức cha Phêrô đã thao thức xây dựng một kế hoạch mang tính tổng thể. Đồng thời, Ngài cũng có nhiều can đảm trong những quyết định kiện toàn lại cơ cấu điều hành mục vụ giáo phận. Đức cha đã lần lượt đi thăm tất cả 102 giáo xứ cùng 342 giáo họ. Qua các cuộc viếng thăm này, Ngài hiểu rõ hơn về hiện trạng của Giáo phận Thái Bình. Chỉ nhìn qua những con số biết nói trên, nếu dành thời gian mỗi ngày thăm một giáo xứ hay giáo họ, Đức cha cũng phải mất hơn một năm đầu cho những chuyến viếng thăm mục vụ. Từ những giáo xứ hàng ngàn giáo dân đến những giáo xứ chỉ có vài chục người, từ những giáo họ địa đầu nơi giáo miền Hưng Yên cách tòa giám mục ngót trăm cây số, đến những giáo họ trải lưới ven biển Đồng Châu và cửa biển Ba Lạt, nơi tận cùng thủy giới của giáo phận, cả những giáo họ biệt lập hẻo lánh không liền thổ với địa phận nhà, ở đâu cũng có dấu chân người mục tử có dáng người nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Có cảm tưởng Đức cha thích viếng thăm và dành sự quan tâm đặc biệt cho những giáo họ xa xôi, hẻo lánh ít người. Ở mỗi nơi dừng chân, Đức cha đều ân cần thăm hỏi đời sống, công ăn việc làm của bà con giáo hữu, việc học tập của các em thiếu nhi. Ngài lắng nghe những tâm tư, tình cảm, mong muốn của Cộng đoàn Dân Chúa. Ngài động viên bà con giáo dân sống đạo, giữ gìn đức tin, lưu giữ và phát huy gia sản quý báu mà các bậc tiền nhân để lại,
làm chứng tá cho Đức Kitô trong khả năng và bậc sống của mỗi người. Đến với mỗi giáo xứ giáo họ, Đức Cha luôn chuẩn bị sẵn những phần quà như những tràng chuỗi mân côi cho người già, cuốn sách kinh bỏ túi cho người lao động, những cuốn nhân bản hay gói bánh, gói kẹo cho thiếu nhi. Tuy đơn sơ nhỏ bé, nhưng chất chứa cả tấm lòng, tình yêu của vị chủ chăn dành cho mọi giáo hữu nơi ngài dừng chân. Đặc biệt trong những dịp Giáng sinh, Đức Cha còn đưa đoàn văn nghệ tông đồ truyền giáo của giáo phận về những nơi thăm viếng. Đồng thời, ngài mời gọi các giáo xứ, giáo họ lân cận đến góp tiết mục văn nghệ để cùng thắp lên ngọn đuốc hun đúc tinh thần vui tươi sống đạo của những người con Chúa. Những dịp như thế đã trở thành ngày hội chung của cả cộng đồng dân cư, không phân biệt lương giáo nơi những miền quê thanh vắng, hẻo lánh, quanh năm làm lũ tảo tần. Qua đó, Đức Cha hướng đến và giới thiệu Chúa cho những anh chị em lương dân nơi địa bàn. Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Đức Cha luôn thực hiện những cuộc viếng thăm về các giáo xứ xa xôi, dành sự quan tâm đặc biệt với những người già cả, ốm đau, bệnh tật, những gia đình gặp cảnh khó khăn. Chuyến xe của ngài luôn đầy ắp những phần quà Tết, làm ấm lòng những tâm hồn đơn côi, những mảnh đời bất hạnh. Xây dựng chỉ nam kiện toàn cơ cấu điều hành mục vụ giáo phận. Cùng với Linh Mục Đoàn, Đức Cha Phêrô đã xây dựng bản chỉ nam cho giáo phận năm 2010 trong hiện tại và hướng đến tương lai. Từ khi có chỉ nam, Đức Cha đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức trong giáo phận. Hàng năm vào mùa chay thánh, Đức Cha ra các thư mục vụ mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận củng cố đời sống đức tin, sống chứng tá tin mừng, thăm tiến các hội đoàn tông đồ giáo dân, cộng tác một cách đắc lực trong việc truyền giáo, tái truyền giáo các vùng ngoại biên của giáo phận. Không chỉ quan tâm chăm lo đời sống đức tin cho giáo dân, ngài còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng, kiến thiết cơ sở vật chất, lo lắng đào tạo nhân sự phục vụ, quan tâm đến các trẻ em nghèo hiếu học, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật. Kinh lý các giáo xứ. Sau 5 năm đảm nhận vai trò chủ chăn giáo phận, tuy đã thăm mục vụ tất cả các giáo xứ và hầu hết các giáo họ, nhưng đến năm 2014, Đức Cha Phêrô đã đích thân thực hiện cuộc kinh lý các giáo xứ trên quy mô toàn giáo phận. Sở dĩ Đức Cha Phêrô quyết tâm thực hiện công việc đầy khó khăn phức tạp này là để chu toàn giáo luật, chuẩn bị cho chuyến Ars Domini năm 2015, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, yết kiến Đức Thánh Cha và điện nạp lên ngài bản phúc trình xác thực nhất về tình hình của giáo phận Thái Bình. Đồng thời, nhờ kết quả của cuộc kinh lý đó, Đức Cha Phêrô sẽ hoạch định những đường lối phát triển mang tính lâu dài cho giáo phận. Với 102 giáo xứ trải rộng khắp trên hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, Đức Cha đã dành nguyên quãng thời gian liên tục gần 4 tháng để trực tiếp thực hiện việc kinh lý mục vụ tất cả các giáo xứ, khởi đầu từ giáo xứ Lực Điền và Thái Nội thuộc giáo hạt Hưng Yên vào ngày 7 tháng 5 năm 2014 và kết thúc tại giáo xứ chính tòa Thái Bình vào ngày 29 tháng 8 năm 2014. Đây là cuộc kinh lý quy mô chính thức đầu tiên diễn ra trong lịch sử giáo phận Thái Bình. Để thực hiện cuộc kinh lý quy mô này, toàn bộ hệ thống mục vụ trong giáo phận đã được huy động. Trước khi kinh lý giáo xứ đầu tiên, Đức Cha đã lên chương trình thực hiện việc thống kê hộ khẩu và nhân danh toàn giáo phận. Đồng thời, văn phòng tòa giám mục có cả một quá trình chuẩn bị kỹ càng với một số lượng công việc khổng lồ về sổ sách. Đức Cha đã cố gắng chu toàn việc kinh lý một cách nhiệt tâm, chu đáo, đến với mỗi giáo xứ trong tỉnh cha con, với sự đối thoại, trao đổi cởi mở và thẳng thắn. Đức Cha đã lắng nghe những tâm tư tình cảm của bà con giáo hữu, những khó khăn tồn đọng của giáo xứ, những mong muốn thỉnh cầu của cộng đoàn giáo xứ sở tại. Ngài giải quyết và giúp đỡ ngay những vấn đề có thể và ghi nhớ những tồn tại để tìm cách khắc phục. Dịp kinh lý này cũng là cơ hội để các giáo xứ chú trọng việc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sổ sách, nắm bắt được một cách chính xác các thông tin về giáo xứ mình. Những số liệu trong cuộc kinh lý này sẽ là dữ liệu lịch sử quý giá cho hậu thế để hiểu về giáo phận đương thời. Qua đó,
Đức cha biết rõ thực tế từng giáo xứ về đời sống đức tin, cơ cấu hoạt động của các đoàn hội, nhân số, công ăn việc làm, trình độ học vấn, việc học tập, việc di dân của công đoàn tín hữu. Để từ đó, Đức cha có chương trình kế hoạch thăng tiến giáo phận, bao hàm cả việc uốn nắn, chỉnh sửa và canh tân đổi mới những vấn đề còn tồn tại, hoặc sự lệch lạc trong đời sống đức tin hay tập tục truyền thống địa phương nơi các giáo xứ. Tuyên truyền các linh mục. Sau chuyến kinh lý tất cả các giáo xứ, nắm rõ được tình hình, thực trạng của giáo phận nhà, ngày 5 tháng 9 năm 2014, Đức cha Phêrô đã thực hiện việc tuyên truyền toàn bộ các linh mục xứ và bổ nhiệm thêm các linh mục nơi các giáo xứ chưa có cha nhiệm sở. Đây là cuộc tuyên truyền lớn nhất và quy mô nhất trong lịch sử của giáo phận Thái Bình. Vì lợi ích các linh hồn, vì lợi ích của cộng đoàn dân Chúa nơi các giáo xứ và vì lợi ích của chính các linh mục xứ, bề trên giáo phận đã can đảm thực hiện kế hoạch đặt ra và kết quả là sự thăng tiến về mọi mặt nơi các giáo xứ giáo họ nói riêng và trên toàn giáo phận nói chung. Đó là sự thăng tiến trong đời sống đức tin của cộng đoàn, sự phát triển các đoàn hội, mở mang địa giới, nâng cao cơ sở vật chất và đặc biệt là nhờ kết hiệp với ơn Chúa. Những khả năng tiềm ẩn mà Chúa trao ban nơi mỗi linh mục được phát triển tối đa, hầu mang lại sự lớn mạnh không gì đong đếm được cho giáo hội địa phương. Thiết lập các giáo hạt, giáo xứ và đền thánh. Thiết lập thêm các giáo hạt. Trước khi Đức cha Phêrô về coi sóc, giáo phận Thái Bình gồm 102 giáo xứ nằm trên địa bàn hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Các giáo xứ trong giáo phận được phân chia thành 6 hạt: thành phố, Đông Hưng, Kiến Xương, Thái Thủy, Tiền Hải và Hưng Yên. Việc phân chia các giáo hạt trên thường dựa trên cơ sở địa giới hành chính giữa hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên và các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình. Nhận thấy cách phân chia các giáo hạt không còn phù hợp với việc phân bố địa lý các giáo xứ cũng như nhu cầu mục vụ trong hoàn cảnh hiện tại. Vì có giáo hạt có quá nhiều giáo xứ như Tiền Hải, có giáo hạt địa giới lại quá rộng lớn như Hưng Yên. Điều này gây bất tiện và khó khăn cho các linh mục, đoàn thể và giáo dân trong những sinh hoạt mục vụ chung của giáo hạt. Vì thế, Đức cha Phêrô đã quyết định phân chia giáo hạt Tiền Hải thành Bắc Tiền Hải và Nam Tiền Hải, giáo hạt Hưng Yên thành Đông Hưng Yên và Tây Hưng Yên. Ngài cũng điều chỉnh một số giáo xứ vào các giáo hạt mới cho phù hợp. Và như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, giáo phận có 8 giáo hạt. Thiết lập các đền thánh của giáo phận. Trước khi Đức cha Phêrô về coi sóc, giáo phận Thái Bình có một đền thánh duy nhất là đền thánh kính các thánh tử đạo Đông Phú, giáo hạt Nam Tiền Hải. Giáo phận lại trải dài trên một diện tích rộng. Mỗi vùng miền lại có truyền thống đạo đức sốt mến và lòng sùng kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh theo sắc thái riêng. Hơn nữa, nhiều nơi trong giáo phận tự hào có các thánh tích tử đạo quê hương. Để cổ võ giáo hữu trong và ngoài giáo phận thêm lòng đạo đức yêu mến các mầu nhiệm Chúa và tôn kính các thánh qua việc hành hương thăm viếng, Đức cha Phêrô có ý hướng thiết lập ở mỗi giáo hạt một đền thánh. Ngài đã ban sắc phong thêm 5 đền thánh của giáo phận: đền thánh kính lòng Chúa thương xót Bác Trạch, giáo hạt Bắc Tiền Hải; đền thánh kính thánh tâm Chúa Cao Mại, giáo hạt Kiến Xương; đền thánh kính các thánh tử đạo miền Hưng Yên, Ngọc Đồng, giáo hạt Tây Hưng Yên; đền thánh kính thánh Du Xe Thượng Phúc, giáo hạt Thái Thủy; đền thánh kính Đức Mẹ Thái Bình Cổ Việt, giáo hạt thành phố. Việc sắc phong thành lập thêm các đền thánh tại các giáo hạt trở nên dấu chỉ hồng ân vô biên Chúa tuôn đổ trên giáo phận Thái Bình. Cùng với đó là sự thăng tiến trong đời sống đức tin cả cộng đoàn nơi các giáo xứ đền thánh nói riêng và giáo phận nói chung, đã là minh chứng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của giáo hội địa phương. Thiết lập các giáo xứ. Dưới triều Đức cha Phêrô, những dịp kỷ niệm gắn liền với sự hình thành và phát triển giáo phận luôn được trân trọng. Đồng thời, đó cũng là điểm nhấn trong các sinh hoạt mục vụ của giáo phận Thái Bình.
để đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của các đơn vị giáo họ về số lượng nhân danh, cũng như phù hợp với thực tế sinh hoạt mục vụ của các giáo hữu về mặt địa dư, làm cứ điểm cho công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo của giáo phận. 5 năm một lần, nhân kỷ niệm thành lập giáo phận, Đức cha Phêrô có chương trình nâng các giáo họ lên hàng giáo xứ. Điều đó đã tạo nên mốc lịch sử đáng ghi nhớ của giáo phận, nói lên sự trưởng thành, ý thức, trách nhiệm và lòng yêu mến của con cái đối với mẹ giáo phận. Ngày 8 tháng 12 năm 2014, nhân ngày lễ mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, quan thầy đệ nhị của giáo phận, cùng là dịp tiến tới chào đón kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận, Đức cha Phêrô đã sắc phong thành lập 6 tân giáo xứ. Như vậy, tại thời điểm đó, giáo phận có tổng cộng 108 giáo xứ. Ngày lễ khánh Nhật truyền giáo năm 2020, nhân dịp khai mạc năm thánh kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô đã sắc phong thêm 27 giáo họ lên hàng giáo xứ. Với 27 tân giáo xứ được Đức cha Phêrô sắc phong, giáo phận Thái Bình hiện có tổng cộng 135 giáo xứ. Như vậy, qua hai lần sắc phong, Đức cha Phêrô đã thiết lập thêm trong giáo phận 33 tân giáo xứ. Tuần Đại Phúc. Khởi đầu từ mùa chay năm 2014, nhận thấy nhu cầu làm mới đời sống đức tin của các cộng đoàn giáo xứ, cùng với mong muốn tạo nên một bầu không khí sốt sáng cho những hoạt động mục vụ, Đức cha Phêrô đã tổ chức tuần đại phúc lần lượt tại 8 giáo hạt trong giáo phận. Hoạt động này được khởi phát từ nơi trái tim mục tử luôn cháy lửa mến yêu đoàn chiên được Chúa trao phó của Đức cha. Vì yêu mến và nhiệt tâm chăm lo đời sống thiêng liêng cho con cái mình, Đức cha đã không quản ngại vượt thắng mọi cản trở về sức khỏe, địa lý, thời gian để đến với những nơi xa xôi hẻo lánh, nơi có bao con người mà tâm hồn họ yếu đuối, mất toàn đang chờ ngài ở đó. Sự hiện diện của vị chủ chăn giáo phận như một lời mời gọi và khích lệ các tín hữu can đảm sống đúng với căn tính mình, can đảm nhìn nhận những thiếu sót để giao hòa với Chúa qua bí tích hòa giải. Đồng hành với Đức cha là quý cha tòa giám mục và hàng chục linh mục thuộc các hội dòng đang phục vụ tại giáo phận, cùng với sự cộng tác của quý cha đang mục vụ tại các giáo xứ nơi giáo hạt sở tại. Đó là bằng chứng sống động cho thấy sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của linh mục đoàn giáo phận nhà trước sáng kiến của bề trên giáo phận. Các cha đã gác lại tất cả công việc mục vụ nơi nhiệm sở để cùng với Đức cha đi đến các giáo xứ. Biết được ý nghĩa thiết thực và ảnh hưởng sâu rộng của hoạt động thường niên này, các linh mục thuộc các giáo phận khác như Sài Gòn và Bà Rịa cũng ra cộng tác với Đức cha trong các tuần đại phúc. Không thể không thừa nhận sáng kiến tổ chức tuần đại phúc của Đức cha Phêrô đã mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng nơi cộng đoàn các tín hữu ở các giáo xứ, giáo họ. Các linh hồn khô khan nguội lạnh bao năm xa lánh Chúa, thậm chí là phản bội Chúa, nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, ngang qua đời sống khiêm nhường, thánh thiện, nhiệt tâm hy sinh của các đấng bậc, mà nay đã can đảm trở về giao hòa cùng Chúa, sống đời sống thân tình, yêu mến Chúa. Có thể nói tuần đại phúc như một điểm sáng trong đời Đức cha Phêrô về sinh hoạt đạo đức trong giáo phận. Đây cũng là một hồng ân Chúa ban cho giáo phận, ngang qua người mục tử nhân hiền là Đức cha Phêrô khả kính. Đào tạo ơn gọi. Thời điểm Đức cha Phêrô về tiếp nhận, giáo phận Thái Bình có 133.000 giáo dân, phân bổ trong 102 giáo xứ, với 60 linh mục triều đang phục vụ và 64 chủng sinh. Trước thực trạng giáo phận thiếu linh mục trầm trọng, trong khi ơn gọi ngày càng giảm, với quan điểm có gieo mới có gặt, gieo ít gặt ít, gieo nhiều mới mong gặt nhiều, Đức cha đã khẩn trương xúc tiến một chương trình đào tạo ơn gọi linh mục mang tính lâu dài và tổng thể. Dự án tiền chủng viện, dự tu và tu sinh. Trước hết, Đức cha quan tâm tới dự án tiền chủng viện, khóa tu sinh dành cho các bạn trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
khóa dự tu dành cho những sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Với dự án này, giáo phận sẽ quan tâm tạo điều kiện để có được một nơi vun trồng ơn gọi. Dự án đã được triển khai với việc khai giảng khóa tu sinh đầu tiên của giáo phận vào năm 2009 tại Tòa Giám mục Thái Bình, quy tụ hơn 40 anh em. Chương trình được duy trì ổn định qua việc tuyển sinh đều đặn 2 năm một lần. Đến nay, giáo phận đã có 7 khóa tu sinh, mỗi khóa con số tuyển sinh dao động trên dưới 30 anh em. Sau 2 năm được học tập, đào tạo và tự đào tạo, các anh em tu sinh sẽ được thi tuyển hoặc xét tuyển lên theo học chương trình của Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Nhờ đó, số chủng sinh của giáo phận tăng lên nhanh chóng và luôn duy trì ổn định trên 120 chủng sinh. Song song với đó, Đức Cha đã bổ nhiệm các cha đặc trách ơn gọi của giáo phận để đồng hành với các anh em dự tu đang theo học tại các trường đại học cao đẳng trên cả nước ở 3 khu vực Hà Nội, Sài Gòn, Thái Bình. Hàng tháng, anh em sẽ tập trung sinh hoạt, tĩnh tâm và được quý cha hướng dẫn biện phân ơn gọi. Mỗi năm, số dự tu của giáo phận luôn duy trì ổn định ở con số khoảng 100 anh em. Hàng năm, Đại hội tu sinh giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức để các anh em dự tu và tu sinh có dịp giao lưu, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ và thăng tiến trên con đường ơn gọi linh mục mà mình đã lựa chọn. Dự án tái thiết chủng viện Thánh Tâm, đào tạo chủng sinh giáo phận Thái Bình. Khi về tiếp nhận giáo phận, Đức Cha Phêrô luôn canh cánh mối ưu tư vì gần một nửa các giáo xứ không có các linh mục coi sóc. Số chủng sinh được theo học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội quá ít ỏi do con số tuyển sinh thường niên bị hạn chế. Chương trình đào tạo bồi dưỡng hàm thụ cho quý thầy chủng sinh cao niên 33 thầy tại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức Thái Bình còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt, thiếu thốn nhân sự đào tạo. Cùng với dự án xây dựng tiền chủng viện, với phương pháp dự phòng và nhãn quan nhìn xa trông rộng, Đức Cha nhận thấy nhu cầu tiếp nhận và đào tạo các anh em đang theo học lớp tu sinh đang đặt ra một cách cấp thiết. Do đó, dự án tái lập chủng viện Thánh Tâm để đào tạo chủng sinh giáo phận Thái Bình đã ra đời. Trong dịp tĩnh tâm năm linh mục giáo phận Thái Bình tháng 11 năm 2009, Đức Cha cùng linh mục đoàn nhất trí lấy lại tên đầy đủ cho chủng viện là chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Ngài mời gọi mọi thành phần trong giáo phận cùng nhau xây dựng, củng cố chủng viện thành cơ sở đào tạo nhân sự chính thức của giáo phận trong hiện tại và tương lai. Dự án tái lập chủng viện được triển khai ngay, tổ chức ban đào tạo được thiết lập. Ngoài các cha trong giáo phận, Đức Cha đã cho mời các cha tu hội Xuân Bích cộng tác trong công cuộc đào tạo ơn gọi cho giáo phận nhà. Cùng với đó, Đức Cha thực hiện việc tu bổ, làm mới các hạng mục cơ sở vật chất và phương tiện để phục vụ cho việc dạy và học tại chủng viện. Chương trình tuyển sinh đối với các anh em tu sinh của chủng viện được thực hiện đều đặn 2 năm một lần. Niên khóa đầu tiên đã được khai giảng vào năm 2011 với 34 chủng sinh và tiếp tục đều đặn trong các năm 2013 với 12 chủng sinh, năm 2015 với 24 chủng sinh, năm 2017 với 33 chủng sinh, năm 2019 với 36 chủng sinh và năm 2021 với 24 chủng sinh. Chương trình đào tạo của chủng viện áp dụng và đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục của Bộ Giáo sĩ và Ratio về đào tạo linh mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện nay, chủng viện Thánh Tâm Thái Bình chính thức trở thành một trong số các đại chủng viện của Việt Nam, đã và đang góp phần tích cực trong việc đào tạo linh mục phục vụ cánh đồng truyền giáo bao la của giáo hội. Hoa trái ơn gọi, truyền chức linh mục. Đường hướng kế hoạch mục vụ cho giáo dân Thái Bình về đào tạo ơn gọi qua việc thực hiện các dự án tiền chủng viện và chủng viện của Đức Cha Phêrô đã thu được những thành quả rất đỗi khả quan. Trước đây, mỗi 2 năm, giáo phận Thái Bình chỉ có thêm 6 tiến chức linh mục. Nhưng kể từ năm 2014, với hoa trái thu được từ dự án tái lập chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, số tiến chức linh mục và phó tế mỗi năm càng thêm đông đảo. Cũng vì thế, thánh lễ truyền chức linh mục, phó tế trở thành ngày hội chung của toàn thể giáo phận và luôn là những sự kiện tiêu biểu nổi bật hàng năm.
ngày 8 tháng 12 năm 2014, tại quảng trường Tòa Giám mục Thái Bình, Đức cha Phêrô đã long trọng chủ tế thánh lễ đại triều truyền chức linh mục và phó tế cho 30 tiến chức, gồm 12 linh mục, 18 phó tế. Trong suốt 78 năm lịch sử giáo phận Thái Bình, đây là lần đầu tiên giáo phận có số tiến chức thánh đông nhất. Và sau lễ chuyển chức năm đó, thêm 9 cha mới, linh mục đoàn giáo phận Thái Bình đã có 99 cha. Hòa trái ơn gọi tiếp tục được bội thu vào đầu năm 2016. Trong thánh lễ đại triều mừng 80 năm thành lập giáo phận vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, tại quảng trường nhà chung giáo phận, Đức cha Phêrô đã long trọng chuyển chức linh mục và phó tế cho 26 tiến chức, bao gồm 17 linh mục và 9 phó tế. Dịp chuyển chức này cũng đánh dấu mốc kỷ lục lần đầu tiên giáo phận có số tiến chức linh mục đông như vậy. Vào ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm các năm từ 2017 đến 2019, có thêm hơn 20 ứng viên linh mục giáo phận đã được Đức cha Phêrô phong chức để trở nên những người cộng tác với Ngài trong vai trò thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo Thái Bình Hưng Yên. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, một vụ mùa bội thu ơn gọi hứa hẹn cho những mùa bội thu khác của giáo phận được ghi dấu vào ngày lễ chuyển chức linh mục và phó tế cho 44 tiến chức, gồm 26 linh mục và 18 phó tế. Những hạt giống ơn gọi đầu tiên do chính tay Đức cha Phêrô ươm mầm chăm sóc, nay đến ngày trổ bông sinh hạt. Đây là lớp tu sinh chính quy đầu tiên, cũng là lớp chủng sinh chính quy đầu tiên của Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình sau ngày được chính thức tái hoạt động. Quý thầy là kết quả, là hoa trái của dự án tiền chủng viện và chủng viện trong đường hướng kế hoạch mục vụ ơn gọi cho giáo phận Thái Bình của Đức cha Phêrô. Ngày 8 tháng 12 năm 2021, tới mùa gặt, Đức cha Phêrô đã tiếp tục đặt tay truyền chức cho 39 tiến chức. Trong đó có 9 linh mục triều, 6 linh mục dòng và 24 phó tế chuyển tiếp của giáo phận và cộng đoàn dòng tu. Thời điểm này, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên thành phần tham dự ngày lễ bị hạn chế, chỉ giới hạn nơi các cha có liên hệ và một vài người đại diện cho các thân nhân của các tiến chức. Có thể nói, đây là thánh lễ chuyển chức đơn sơ nhất của giáo phận Thái Bình dưới thời Đức cha Phêrô. Như vậy, trong 13 năm cai quản giáo phận, với 12 lần phong chức, chưa tính lần phong chức tới đây vào ngày 8 tháng 12 năm 2022, Đức cha Phêrô đã chuyển chức cho hơn 100 tiến chức linh mục tại giáo phận Thái Bình. Giáo phận từ chỗ thiếu linh mục coi sóc các xứ họ đạo, nay đã trở nên đông đảo dồi dào nhân lực phục vụ cho nhu cầu mục vụ của 135 giáo xứ, cũng như các chương trình truyền giáo, tái truyền giáo cho trên 3 triệu người thuộc địa bàn hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Quan tâm phát triển ơn gọi các dòng tu, tu hội. Cùng với sự quan tâm đối với ơn gọi linh mục giáo phận, Đức cha Phêrô cũng rất lưu tâm đến ơn gọi của các dòng tu và tu hội. Ngài đã mời gọi các dòng tu, tu hội về hoạt động, phục vụ tại giáo phận. Hiện nay, trên địa bàn giáo phận Thái Bình có sự hiện diện hoạt động của 15 dòng tu, tu hội, tu đoàn. Đức cha đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường mục vụ để các hội dòng hoạt động và phát triển theo linh đạo riêng, ngõ hầu làm thăng tiến các giới và đoàn thể trong giáo phận. Các dòng tu, tu hội đã cộng tác đắc lực hỗ trợ Đức cha để cùng với linh mục đoàn giáo phận coi sóc phục vụ các xứ họ đạo, đặc biệt trong thời kỳ đầu Đức cha về tiếp nhận giáo phận khi còn thiếu nhiều linh mục triều. Ngoài ra, các hội dòng còn được Đức cha mời gọi công tác trong việc đào tạo, giảng dạy, linh hướng, giải tội tại Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, tham gia vào công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo trên địa bàn giáo phận. Hàng năm, đã thành thông lệ, vào Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, giáo phận tổ chức đại hội ơn gọi, mời gọi và khuyến khích các dòng tu, tu hội giới thiệu quảng bá đường hướng, mục đích, linh đạo hoạt động để thu hút gợi mở cho các bạn trẻ có ý hướng theo ơn gọi đời sống thánh hiến.
Đặc biệt trong giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô đã thiết lập 2 tu hội và 1 hội dòng. Tu hội Thừa Sai Lòng Chúa Thương Xót gồm 2 nhánh nam và nữ, với ý hướng phục vụ những người khuyết tật, bại liệt, già cả, neo đơn ốm yếu, khổ cực. Và hội dòng Mến Thánh Giá Phố Hiến phục vụ nhu cầu truyền giáo và tái truyền giáo tại giáo miền Hưng Yên, nơi khai nguyên phát tích các hội dòng Mến Thánh Giá trong cả nước. Bác ái xã hội. Song song với các hoạt động tích cực xây dựng giáo phận Thái Bình theo tinh thần Tin Mừng, thì việc quan tâm đến những anh chị em nghèo khổ, những người kém may mắn cũng luôn là những ưu tư hàng đầu trong công tác mục vụ của Đức cha Phêrô. Ngày hội ngộ cho những người khuyết tật toàn miền Bắc. Suốt hơn 10 năm qua, Đức cha và giáo phận Thái Bình đã nỗ lực hết mình để thực thi giới răn yêu thương của Chúa bằng những hoạt động thiết thực, quan tâm những người già cả, neo đơn, khuyết tật, cùng khổ, bị bỏ rơi. Nỗ lực trước hết của chủ chăn và chiên đoàn giáo phận là mang lại niềm vui, sự đồng cảm và khích lệ cho hàng ngàn người khuyết tật không phân biệt tôn giáo trong toàn miền Bắc, ngang qua việc tổ chức Đại hội Khuyết tật thường niên. Từ khi còn là linh mục hay giám mục phụ tá, Đức cha Phêrô đã nhiều lần tổ chức quy tụ những anh chị em kém may mắn tại giáo phận Hà Nội cũng như giáo phận Bùi Chu. Thế nhưng trên mảnh đất Thái Bình, Đức cha đã mở rộng tầm quy tụ trên toàn giáo tỉnh, trở thành các đại hội dành cho người khuyết tật. Và đại hội đầu tiên được tổ chức vào ngày 17-18 tháng 12 năm 2019 tại giáo xứ Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch. Đến với những ngày hội này, người khuyết tật được gặp gỡ, sẻ chia những nỗi niềm trong cuộc sống, cùng nhau tham gia các hoạt động văn nghệ, giải trí và thể thao. Họ cũng được các bác sĩ có chuyên môn tham vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Họ được đón nhận những ánh mắt thân thiện, những nụ cười, những cái bắt tay chan chứa tình thương của Đức cha, quý nam nữ tu sĩ, các tình nguyện viên và của những người đồng cảnh ngộ khác. Chính hơi ấm và tấm lòng bao dung chan chứa tình người đã mang lại niềm vui, sự ấm áp, tình đời và niềm tin vào cuộc sống cho những người kém may mắn. Nối tiếp nhau, quy mô tổ chức của đại hội ngày một gia tăng, ngang qua sự cộng tác và tham gia của rất nhiều cá nhân, đoàn thể và các mạnh thường quân. Từ năm 2009 đến nay, giáo phận Thái Bình đã chung tay tổ chức thành công 11-12 kỳ đại hội dành riêng cho người khuyết tật. Quả thực, những hoạt động giàu ý nghĩa luôn có sức lan tỏa và cuốn hút sự tham gia của rất nhiều người. Điều này được minh chứng bởi số người tham dự kỷ lục vào năm 2019. Trong 2 ngày 14-15 tháng 12 năm 2019, hơn 100 đoàn tham dự, 5.600 người khuyết tật đã hiện diện và chia sẻ niềm vui Giáng sinh. Đại hội năm này không chỉ kết nối được sự hiện diện của đoàn bác sĩ đến từ Incheon, Hàn Quốc, mà còn được chào đón Đức cha Mario Yamauchi đến từ giáo phận Saitama, Nhật Bản và Đức cha Juse Châu Ngọc Chi, giáo phận Lạng Sơn. Chính các ngài cũng bị cuốn hút bởi một trái tim nhân ái rộng mở lớn lao được ẩn chứa trong một con người có vẻ ngoài hết sức nhỏ bé và khiêm nhường là Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Thái Bình. Ngày chia sẻ niềm vui Giáng sinh với các bệnh nhân phong miền Bắc. Sau đại hội dành cho những người khuyết tật là ngày hội ngộ của các bệnh nhân phong. Trong xã hội, những người mắc bệnh phong cùi luôn phải chịu sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng. Họ luôn phải nương mình nơi các trung tâm y tế cách xa khu vực của người dân. Thế nhưng Đức cha Phêrô, bằng tình yêu thương của người mục tử nhân hiền, đã quy tụ họ lại để họ tự tin bước ra khỏi những mặc cảm về chính mình, để khám phá và kết nối với thế giới bên ngoài. Tham gia ngày hội, những bệnh nhân phong được gặp gỡ nhau trong tình người, được chia sẻ và nâng đỡ trong tình Chúa. Những cử chỉ ân cần, gần gũi, những thăm hỏi động viên, những món quà từ Đức cha, quý thầy và các mạnh thường quân đã giúp xoa dịu phần nào sự tự ti của những người bệnh, giúp họ cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời,
mang lại cho họ sự an ủi và khích lệ cần thiết để bước tiếp trên hành trình cuộc đời còn nhiều khó khăn. Cứ như thế, niềm vui trong ngày hội ngộ của những bệnh nhân vong được tiếp nối vào mỗi dịp lễ Giáng sinh hàng năm. Con số những người tham dự có năm lên tới hơn 500 người từ các trại phong khu vực miền Bắc. Kiến thiết cơ sở vật chất. Ngược dòng lịch sử, trở lại hơn 85 năm về trước, ngày 9 tháng 3 năm 1936, với sắc chỉ Principatus Inter Apostolicus của Đức Giáo Hoàng Pio XI, Giáo phận Thái Bình chính thức được thành lập tách khỏi Giáo phận Bùi Chu. Sau khi về tiếp nhận Giáo phận Thái Bình, Đức Gioan Casado Thuận đã kiến thiết tòa giám mục, chủng viện và các cơ sở cần thiết cho việc đào tạo nhân sự của giáo phận. Kể từ ngày đó, giáo phận đã có những lần trùng tu và nâng cấp các công trình này để phục vụ cho những sinh hoạt mục vụ của giáo phận và đặc biệt là việc đào tạo, huấn luyện ơn gọi trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Hơn 70 năm sau, tiếp nối các vị tiền nhiệm trong công cuộc quản trị và thăng tiến giáo phận, đồng thời đứng trước những nhu cầu ngày càng mở rộng của việc đào tạo nhân sự, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã ấp ủ trong lòng những dự án nâng cấp các công trình thiết yếu nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể chiên đoàn Thái Bình, Hưng Yên. Nhà chung giáo phận Thái Bình. Ngay từ khi về tiếp nhận giáo phận Thái Bình vào năm 2009, Đức cha Phêrô đã rảo bước trên khắp các vùng đất để thăm hỏi, sẻ chia và nắm bắt tình hình trong giáo phận. Ngài đặc biệt ưu tư về nếp sống đạo của các tín hữu và thao thức xây dựng các cơ sở để đào tạo nhân sự cho giáo phận. Với rất nhiều nhu cầu phục vụ cho cánh đồng truyền giáo Thái Bình rộng lớn, Ngài mong muốn thiết lập dự án xây dựng nhà chung giáo phận, trở thành một trung tâm sinh hoạt tôn giáo và tổ chức các hoạt động mục vụ với quy mô lớn, nhằm hâm nóng lại ngọn lửa đức tin được gieo vào mảnh đất Thái Bình thân thương từ bao đời nay. Sau những ngày tháng chuẩn bị, ngày 1 tháng 5 năm 2012, trong thánh lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận, Đức cha Phêrô đã chủ sự nghi thức làm phép khu đất, khởi công xây dựng công trình nhà chung trong điểm cổ vũ hân hoan của vị tiền nhiệm là Đức cha cố Francisco Xavier, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo các tín hữu trong giáo phận. Công trình chính thức được khởi công vào ngày 1 tháng 9 năm 2012 và khánh thành vào ngày 8 tháng 4 năm 2016, ngày kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận, với sự hiện diện đầy trân quý của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong kỳ họp thường niên. Như vậy, sau hơn 3 năm kể từ khi đúc chiếc cọc móng đầu tiên, ngôi nhà chung giáo phận 7 tầng đã được vận hành, với diện tích sử dụng khoảng gần 30.000 m², có gần 300 phòng lớn nhỏ, một nhà nguyện, một hội trường, 2 phòng học, 4 phòng họp, 5 phòng khách, một nhà cơm, 2.000 m² sân giếng trời, 4 cửa ra vào cùng với 4 thang bộ, 8 thang máy. Phía trước có 4.800 m² sân cỏ nhân tạo, hàng cây cảnh, cây bóng mát và 2 nhà bảo vệ. Đây là một công trình rất vĩ đại về kích thước nhưng vẫn bảo toàn giá trị nghệ thuật, kế thừa những nét đẹp trong kiến trúc truyền thống, phát huy những tinh hoa của kiến trúc hiện đại. Và đặc biệt, trong dung mạo kiêu sa, tòa nhà toát lên những vẻ đẹp về ý nghĩa tôn giáo vô cùng hoàn hảo. Gần một thập kỷ đã qua, ngôi nhà chung của giáo phận đã phát huy công năng lớn lao của nó. Cho đến hôm nay, không còn ai nghi ngờ về tính khả dụng của nhà chung. Công trình đã đáp ứng được việc tổ chức rất nhiều sự kiện lớn của giáo phận cũng như giáo tình. Xin dẫn lời nhận xét của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa ở thời điểm năm 2016. Qua lần viếng thăm này, tôi phát hiện ra sự vĩ đại của giáo phận Thái Bình. Tôi thầm ước, giá như tòa giám mục Thanh Hóa bây giờ mới xây thì may mắn biết là bao. Bởi vì có cái mẫu của tòa giám mục Thái Bình, bởi vì nơi đây là một cái tụ điểm tổng hợp, nào là trung tâm mục vụ, nào là trung tâm hội nghị, nào là tiểu chủng viện, nào là tòa giám mục, nào là nơi tổ chức sự kiện. Chẳng những vĩ đại về kích thước mà còn vĩ đại về cái công năng sử dụng. Tất tần tật
làm cái gì cũng được. Không chỉ vậy, nhà Chung Giáo Phận Thái Bình đã trở thành điểm đến của nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước. Hàng ngày, vào mỗi buổi chiều, cánh cửa nhà Chung luôn rộng mở, mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, tự do đến để vui chơi, giao lưu và tập luyện trong các hoạt động thể thao. Đây chính là cơ hội để các thành phần dân Chúa sống hiệp hành, thể hiện tình liên đới, thân thiện, gần gũi, giới thiệu Chúa đến với mọi người trong xã hội, và cũng là một cách thế truyền giáo cho những người chưa biết Chúa. Nhà Chung Giáo Phận Thái Bình, ngôi nhà đức tin, sẽ mãi là nơi mọi người đến để làm việc, học hỏi, tham gia các chương trình mục vụ, sinh hoạt tôn giáo và giao lưu văn hóa. Cùng với nhà thờ chính tòa, công trình nhà Chung bổ sung vào quần thể kiến trúc nguy nga, bề thế một nét đẹp tổng thể của sự hài hòa, nhất quán giữa các vị chủ chăn giáo phận qua các thời kỳ. Đó chính là hồng ân Chúa thương ban cho gia đình giáo phận miền quê lúa Thái Bình, Hưng Yên. Trung tâm lòng Chúa thương xót Giáo Phận Thái Bình. Những bộn bề trong công việc mục vụ giáo phận tưởng như chiếm hết những ưu tư thao thức của Đức Giám mục Phêrô. Nhưng không, trái tim người cha nhân hiền luôn dành sẵn một góc yêu thương cho những người nghèo khổ, ốm đau, già cả, neo đơn, khuyết tật, bị bỏ rơi, là tầng lớp những người yếu kém thiệt thòi nhất trong xã hội. Không muốn chỉ dừng lại ở mức độ mỗi năm tổ chức một kỳ đại hội hay một cuộc hội ngộ cho những người khuyết tật hay bệnh nhân phong trên toàn miền Bắc. Cao hơn nữa, người mục tử luôn mang trong mình mùi chiên, đã mang khát vọng được cưu mang, chăm sóc, nuôi nấng và đồng hành lâu dài cùng những mảnh đời bất hạnh, giúp họ xóa tan đi những mặc cảm, khơi dậy ở họ những khả năng mà Thiên Chúa ban cho, đem đến cho họ một niềm tin, niềm hy vọng và lòng tín thác vào Thiên Chúa tình yêu. Ngài đã quyết định thành lập một cơ sở để quy tụ những mảnh đời bất hạnh yếu kém, mà ở nơi đó, ngang qua những chứng nhân, họ được tắm mình trong suối nguồn yêu thương của Đấng Cứu Thế. Đó chính là trung tâm lòng Chúa thương xót an lạc. Qua nhiều tháng ngày chuẩn bị, ngày 26 tháng 8 năm 2018, Đức cha Phêrô cùng với quý cha trong giáo phận long trọng cử hành thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm mục vụ lòng Chúa thương xót tại An Lạc. Trên một vùng đất rộng chừng 30.000 m², hạng mục đầu tiên được hoàn thành là nhà đa năng rộng 4.000 m². Lòng nhà có sức chứa tới vài 3.000 người tham dự các sinh hoạt mục vụ, các sự kiện. Hai đầu hồi nhà đa năng thiết kế hai tầng, bao gồm các khu vực dành cho việc sản xuất, học tập, hướng nghiệp, dạy nghề, khám chữa bệnh, các gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu, phòng khách, phòng họp, nơi ở và sinh hoạt của quý gì tu hội tông đồ lòng Chúa thương xót cùng với những con người mà trung tâm cưu mang. Sau 2 năm kể từ ngày khởi công, công trình trung tâm mục vụ đã cơ bản hoàn thành những hạng mục chính yếu với bao nỗ lực và sự đóng góp công sức và tài chính của mọi thành phần dân Chúa trong ngoài giáo phận. Ngày 12 tháng 12 năm 2020, giáo phận đã chính thức cử hành thánh lễ tạ ơn nhân dịp trung tâm mục vụ lòng Chúa thương xót an lạc chính thức được đi vào sử dụng. Đây là một sự kiện vui mừng lớn lao đối với toàn thể giáo phận nói chung và của bề trên giáo phận nói riêng, vì ước mơ của Ngài đã được thực hiện. Sau ngày khánh thành, trung tâm bắt đầu thu nhận những học viên về học tập hướng nghiệp, những mảnh đời bất hạnh để cưu mang, chăm sóc. Đối tượng ưu tiên phục vụ của trung tâm là các em khuyết tật, nghèo khổ, cùng cực, bị bỏ rơi, các em mồ côi, tâm thần, bại liệt, các em què, mù, câm điếc, các em động kinh, bất bình thường, một số trường hợp đặc biệt là người già, đột quỵ, neo đơn, bại liệt. Để có nhân lực phục vụ cho những mục đích bác ái nói trên, bề trên giáo phận đã thành lập tu đoàn tông đồ lòng Chúa thương xót giáo phận Thái Bình theo tinh thần chạy lòng thương của Chúa Cứu Thế để phục vụ những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Trụ sở chính của tu đoàn đặt tại trung tâm lòng Chúa thương xót an lạc. Đức cha cũng mời gọi nhiều linh mục, chủng sinh, giáo dân và người trẻ có tâm hồn ao ước được sống và hoạt động làm tông đồ, trở thành cánh tay nối dài của lòng Chúa thương xót bằng hành động hy sinh cộng tác tại trung tâm. Ngoài mục đích dùng làm nơi thực thi lòng thương xót một cách cụ thể, hữu hiệu nhất đối với những người yếu kém trong xã hội,
Trung tâm còn được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt lớn trên quy mô giáo phận như tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo thiếu nhi thánh thể, linh hoạt viên, tình nguyện viên, giáo lý viên, tiếp nhận và đáp ứng các khóa tĩnh tâm, cầu nguyện, thường huấn, bồi dưỡng cho các đoàn thể. Ngày nay, đến với Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc, mọi người sẽ có những cảm nghiệm rất đặc biệt. Chắc chắn đó sẽ là sự thư thái bình an nơi một khuôn viên xanh với nhà nguyện trung tâm, khu nhà tĩnh tâm, hàng cây xanh và vườn ao đầy gió. Cùng với đó là những con người có vẻ ngoài âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn nở nụ cười để sẵn sàng yêu thương, ân cần và kiên nhẫn, chăm sóc và cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Và đâu đó, thấp thoáng bóng người cha hiền với vóc người nhỏ bé, nụ cười hiền hậu, thoát đi thoát về vì còn nhiều mối lo toan. Cảm nghiệm đặc biệt đó là cảm nghiệm được chạm đến cội nguồn của yêu thương. Đại chủng Việt Thánh Tâm Thái Bình. Song song với các hoạt động mục vụ thì sự ưu tư hàng đầu của mục tử Phêrô Nguyễn Văn Đệ chính là đào tạo nhân sự cho hiện tại và tương lai. Năm 2014 là một dấu mốc quan trọng khi Đức cha Phêrô quyết định không còn gửi các chủng sinh đi học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội mà trực tiếp đào tạo tại Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Như vậy, Chủng viện Thánh Tâm trở thành cơ sở đào tạo nhân sự chính của giáo phận trong hiện tại và tương lai. Với tuổi thọ hơn 80 năm, ngôi trường 3 tầng cùng với những kiến trúc hạ tầng thô sơ của tiểu chủng viện Toma Mỹ Đức ngày nào đã bị xuống cấp trầm trọng. Mặc dù đã được nhiều lần trùng tu, ngôi nhà vẫn không phải là nơi đảm bảo an toàn và thích hợp cho công việc giảng dạy, học tập và sinh hoạt của hàng trăm người trong đó. Khắc phục tình trạng này và đáp ứng nhu cầu cấp thiết về một cơ sở đào tạo rộng rãi về không gian, đầy đủ về những trang thiết bị cần thiết cho công tác đào tạo trong thời đại mới, cùng với con số chủng sinh mỗi năm một gia tăng. Đức cha Phêrô được sự đồng thuận của các linh mục đã quyết tâm khởi công xây dựng lại cơ sở vật chất cho chủng viện, đó là công trình Đại chủng viện Thánh Tâm. Khởi công từ tháng 9 năm 2019, qua những ngày tháng chuẩn bị để thu dọn mặt bằng và tập kết vật liệu, đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, cả giáo phận hân hoan vui mừng cùng Đức cha Phêrô long trọng cử hành thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, làm phép khu đất và đặt viên đá góc tường cho công trình xây dựng Đại chủng viện. Một công trình lớn được bắt đầu bằng niềm tin, lòng tín thác tuyệt đối vào tình thương quan phòng của Thánh Tâm Chúa và sự bảo trợ của Mẹ Maria. Theo đó, một mô hình bản vẽ công trình được các kiến trúc sư thống nhất với Đức cha và ban kiến thiết của giáo phận. Đó là một tòa nhà 6 tầng với tổng chiều dài 94,6m, chiều rộng 69m, chiều cao 42m, xây dựng trên diện tích khu đất 18.000m2, có đường bao quanh rộng 5m, đoạn nhỏ nhất 3,6m, đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cũng như các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và các hạng mục cảnh quan. Sau hơn 2 năm thi công, công trình đã nhận được rất nhiều sự đóng góp của quý đấng bậc cũng như sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Hiện tại, công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Nếu ai đã từng đến thăm, chắc hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên về tốc độ xây dựng cũng như vẻ đẹp kiến trúc của công trình chủng viện. Tìm hiểu về công năng sử dụng của tòa nhà, càng thấy cảm phục về trí tuệ và sự đầu tư to lớn cho công trình của vị chủ trăn đáng kính là Đức cha Phêrô. Tòa nhà 6 tầng gồm đủ các hạng mục đều được ưu tiên cho việc sử dụng tiện ích. Với tổng thể 190 phòng bao gồm 14 phòng học chung và riêng, 138 phòng ở của quý thầy, 26 phòng ở của quý cha, tất cả đều khép kín. Nhà nguyện, thư viện, phòng học, phòng công nghệ thông tin, phòng họp, phòng khách, hội trường, sàn sự kiện, nhà ăn được thiết kế hài hòa tiện nghi cho việc sử dụng. Các hạng mục bên ngoài tòa nhà cũng được quan tâm tối ưu. Vườn hoa, cây cảnh, khu phức hợp thể thao được đầu tư thích đáng. Kiến trúc mặt tiền và màu sắc của tòa nhà toát lên một phong cách văn hóa tôn giáo riêng, vừa hiện đại, vừa sang trọng, vừa yên bình, vừa kiên vững.
ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại công trình chủng viện còn đang dần hoàn thiện. Giáo phận Thái Bình long trọng cử hành đại lễ mừng 85 năm thành lập giáo phận, mừng công công trình đại chủng viện Thánh Tâm với sự hiện diện đầy trân quý của các đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các ngài vừa kết thúc kỳ họp thường niên lần 1 từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Nhà Chung Giáo phận Thái Bình. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dí dỏm gọi Đức Cha Thái Bình là Đức Cha Phêrôsây vì những công trình vĩ đại Ngài đã xây dựng cho quê hương Giáo phận Thái Bình. Thêm một công trình nữa, sau Nhà Chung và Trung tâm Mục vụ Lòng Chúa Thương Xót, công trình Đại chủng viện Thánh Tâm là một minh chứng xác thực về một trí tuệ hơn người, một nội lực dũng mãnh, một ý chí phi thường, một trái tim yêu thương vô biên chưa bao giờ mệt mỏi, ẩn chứa trong một dáng hình nhỏ bé mỗi ngày, mỗi hao gầy của Đức Giám mục Phêrô. Nhờ ơn Chúa, chắc chắn công trình Đại chủng viện Thánh Tâm sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ cho công cuộc đào tạo linh mục cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Cái tên Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình sẽ được hòa mình cùng với các đại chủng viện lớn trong cả nước, góp phần làm phì nhiêu mảnh đất ươm mầm ơn gọi của Giáo hội Việt Nam. Lời kết. 13 năm một chặng đường, từ năm 2009 đến năm 2022, không dài so với cuộc đời một con người, nhưng là tất cả, là sự tận dụng, là sự dốc cạn thời gian và sức khỏe để cống hiến cho Chúa, cho giáo hội, cho giáo phận Thái Bình của mục tử Phêrô. Giờ đây, ở ngưỡng tuổi thấp thập cổ lai hy, người cha hiền vẫn còn mang trong mình những lo toan chưa trọn vẹn. Trái tim chưa một ngày ngừng nghỉ yêu thương, nhìn bóng người, sự hao gầy đã hẳn sâu trên những bước đi chậm rãi, đôi vai bé nhỏ như trùng xuống, làm rộng hơn những phẩm phục thường ngày. Vậy mà Ngài vẫn thoát đi thoát về. Khi Nhà Chung còn bao việc đợi Ngài, khi công trình chủng viện còn chưa hoàn thiện, lúc lại ở trung tâm vì đàn con nhớ tiếng cha, và còn bao nhiêu những người trẻ trên khắp giáo phận đang chờ được người đặt tay ban thần khí thánh linh để họ tự tin vững vàng bước ra ngoài cuộc sống. Sự sống của Ngài, trái tim Ngài, hơi thở Ngài, vui buồn sướng khổ, thành công hay thất bại của đời Ngài đã hoàn toàn gắn liền với cuộc sống của anh chị em, với cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Thái Bình thân thương.